Có một cái case khủng hoảng truyền thông nóng hổi cô giáo muốn chia sẻ với lại các bạn này. Một trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em cấp 1 tổ chức cuộc thi kiến thức và chấm điểm thông qua tương tác. Đến khi mà công bố kết quả thì một số phụ huynh cho rằng là cái em thắng giải ấy là đã được bố mẹ hack like. Họ nói rằng cuộc thi này không công bằng và họ không phục. Thế là các bên đấu tố nhau ì xèo miếng bắp ném đi hòn chì ném lại. Và hiển nhiên rồi cái trung tâm tiếng Anh ở giữa bị thành cái nơi lãnh đạo. Cãi nhau ở trong nhóm kín mãi mãi mà không đi được đến hồi kết, cho nên là một số phụ huynh họ kéo lên trang cá nhân, họ chửi bới rồi họ tag luôn cả cái fanpage của nhà trường vô để họ xỉa sói. Thì các bạn giám đốc ở bên đấy, bạn ấy rất là sợ xảy ra khủng hoảng, cho nên là bạn ấy đã gọi cho cô mới hỏi quan điểm của em muốn xử lý việc này như thế nào. Thì bạn ấy bảo là em chỉ muốn dĩ hòa vi quý thôi cô ạ. Em sẽ kiên quyết bảo vệ gia đình của các em học sinh thắng giải ấy, nhưng mà em cũng không muốn làm mất lòng cái bên mà đang kiện cáo ban tổ chức đâu. Để giải quyết cái sự việc này cho nó không bị gây ra một cái cuộc khủng hoảng truyền thông ấy, thì bọn em sẽ xử lý như thế nào? Các bạn tích cực comment xuống dưới nha, và đặt báo thức đến 9:30 phút tối ngày mai, tối ngày chủ nhật ấy, thì nhớ lên xem cái livestream của cô giáo phân tích và hướng dẫn bọn em xử lý cái case này nha.